người nha. Cũng rất là lâu rồi thì hôm nay Thư mới trở lại với mọi người được. Thư bị đi cách ly vừa mới về được 3 hôm rồi. Thư định là về thì sẽ làm clip cho mọi người xem luôn. Nhưng mà về nhà xong cái là bận nhiều việc quá, nên là hôm nay thì Thư mới làm clip được. Thời gian mà Thư đi cách ly ấy thì ở nhà cửa bừa bộn quá mọi người ạ. Bà Thư thì tuổi cao rồi nên là cũng không làm được gì cả. Nên là mấy hôm nay về thì Thư phải dọn dẹp nhà cửa rồi là sắp xếp công việc để cho cuộc sống trở lại bình thường ấy. Thư đi cách ly mà lo quá mọi người ạ. Đầu tiên ấy là Thư rất lo cho bà, bởi vì bà già yếu rồi, ở nhà có một mình không có ai chăm sóc. Nhưng mà hôm về thì thấy bà khỏe mạnh Thư cũng rất là mừng. Hơn nữa là nhớ các bạn quá. Cũng lâu rồi Thư không làm video được. Chắc clip hôm nay cũng rất là ít view nên là Thư mong mọi người xem hết clip và like đăng ký kênh giúp Thư nhé. Thời gian mà Thư đi cách ly ấy thì cũng rất là nhiều thời gian rảnh, chỉ ăn với ngủ thôi, nhưng mà nếu mà tranh thủ ấy thì vẫn có thể làm clip cho mọi người xem được. Nhưng mà Thư không dám làm bởi vì là ở tập thể rất là đông người, Thư sợ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh ấy. Clip hôm trước thì Thư phải đi ra nhà vệ sinh để bình luận video nên là cũng hơi bất tiện. Thời gian qua cũng rất là nhiều bạn muốn kết bạn với Thư và muốn Thư show ID ạc và quân đoàn, thì clip hôm nay thì Thư sẽ cho mọi người xem hết nha. Thì đây là ạc của Thư. Bạn nào mà theo dõi Thư từ trước ấy thì cũng sẽ biết đây là ạc mới của Thư. Ạc cũ thì Thư đã mất do là Thư bị mất cái Facebook liên kết với ạc ấy. Thì ạc này của Thư cũng quay trên shop, Thư cũng chơi được mấy tháng rồi. Đây là ID của Thư, 6742787740. Ạc này thì Thư chỉ solo phòng nên là Thư cũng không cài danh ấy, nên là cũng danh thấp và rẻ. Nên là danh thấp và thẻ vô cực mấy tháng gần đây Thư cũng không mua. Từ mùa sau thì Thư sẽ lao danh và cài thẻ vô cực đầy đủ nhé cả nhà. Thư sẽ cho mọi người xem tủ đồ trước nha. Mọi người xem này, đồ của Thư cũng không nhiều đâu, chỉ tạm tạm đủ dùng thôi mọi người ạ. Toàn những đồ cũ thôi, còn những cái đồ mới ra thời gian gần đây ấy, Thư không mua thêm thứ gì cả. Vì Thư thấy nhiều đồ cũng chẳng để làm gì, Thư chỉ mặc mấy cái bộ đồ quen thuộc thôi. Số kim cương hàng tháng thì shop tặng, Thư để Thư làm mini game cho các bạn. Thư sẽ vào kho súng của Thư nha. Thì kho súng của Thư cũng khá là ít đồ và cũng toàn là đồ cũ ra từ mấy tháng thôi mọi người ạ. Cũng có Ska Titan, AK giống xanh, shotgun, cũng chỉ vài skin thôi. Thư cũng có một số skin vào B40, MB40 bích vàng năm mới và cơ khí. Thư chủ yếu là dùng cây MB cơ khí thôi. Mấy skin kia thì Thư cũng rất là ít khi thay. Không biết là có bạn nào giống Thư không mà đã chơi skin nào ấy là chơi đúng một loại, rất ít là khi thay đổi. Rất là ít khi thay đổi cho dù là có ra skin mới mạnh hơn, kiểu như là quen tay ấy, nên là Thư cũng không muốn thay đổi nữa. Bây giờ thì Thư sẽ cho mọi người xem quân đoàn của Thư nhé. Quân đoàn cũ level 4 của Thư thì đã mất theo ạc luôn rồi. Đây là quân đoàn mới của Thư mới level 2 thôi. Mấy bạn trong quân đoàn của Thư cũng khá là lười cày điểm, chắc là các bạn ấy bận học hay sao ấy. Hàng tháng bạn nào mà thích đồ gì mà cần kim cương thì Thư vẫn gửi kim cương cho các bạn. Các bạn phải inbox cho Thư cách một hôm để mà Thư lên shop quay rồi mới gửi cho các bạn được. Nói chung là vào quân đoàn của Thư thì không lo thiếu đồ mọi người ạ. Thời gian này thì Thư trở về sẽ cố gắng xây dựng quân đoàn lớn mạnh hơn. Và cũng rất là mong bạn nào mà tâm huyết ở lâu dài ấy thì về quân đoàn với Thư nhé. Solo thì cũng chỉ là để giao lưu trước khi vào quân đoàn thôi. Nhiều bạn thua nhưng mà Thư vẫn mời vào quân đoàn, nên là các bạn cũng không cần phải đặt cao vấn đề thắng thua đâu. Clip này thì Thư cũng chỉ muốn chia sẻ cho các bạn như vậy thôi. OB29 cũng ra rồi nhưng mà Thư muốn test thật kỹ cho các bạn về dòng Android rồi mới cho mọi người xem. Nếu mà các bạn muốn Thư làm thì comment cho Thư biết nhé. Clip sau thì Thư sẽ làm cho mọi người nha. Thư xin tạm dừng clip tại đây, hẹn mọi người ở clip sau nhé. I'm not afraid to die.
kill.